Trải dài theo các triều đại lịch sử của Việt Nam, bạn để ý sẽ thấy mỗi triều đại lại sản sinh ra những bậc anh hùng hào kiệt của dân tộc. Mỗi vị lại có điểm mạnh riêng cho mình. Nếu như uy danh của Lý Ông Trọng được Tần Thủy Hoàng dựng tượng, quân Mông Nguyên không dám gọi thẳng tên Trần Quốc Tuấn. Lê Hoàn đánh Tống Bình Chiêm, Quang Trung Nguyễn Huệ chưa một lần biết mùi thua trên trận tiền. Thế nhưng ở đời nhà Trần có một vị danh tướng không những chỉ giỏi xông pha trận tiền mà lại có tài bơi lội cực kỳ xuất chúng. Đến nỗi vì quá ngưỡng mộ tài năng, ông được cả ba nàng công chúa cùng đem lòng yêu mến. Giả dụ nếu như ông sống ở thời nay thì phải gọi là khả năng sát gái cực đỉnh. Cộng thêm cái tài bơi lội có 102 này, đặc công nước thời nay có khi phải tôn lên làm sư phụ, vượt mặt cả nữ kình ngư ánh viên số 1 Việt Nam về tài bơi lội. Vậy vị danh tướng bí ẩn này là ai? Tài bơi lội xuất chúng đến cỡ nào? Và chuyện tình với các nàng chúa sẽ đi về đâu? Tất cả sẽ được bật mí trong video ngày hôm nay. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi ngay nhé! Vị danh tướng được nhắc đến chính là Yết Kiêu. Nhắc tới ông là những câu chuyện ly kỳ và đầy cuốn hút các bạn ạ. Đầu tiên, đó là phải nhắc tới chuyện sự tích Sợi Lông Châu, nghe có vẻ tò mò đây. Theo sử sách ngàn đời nay được lưu truyền lại, Yết Kiêu sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo ở vùng nước Châu Thổ Sông Hồng, thuộc ấp Hạ Bì, nay thuộc thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tên Yết Kiêu là do Trần Hưng Đạo đặt, còn sự tình cái tên này có liên quan gì đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thì xin phép giải thích với các chế ở khúc dạo cuối của video này nhé. 8 tuổi ông mồ côi cha, hai mẹ con đùm bọc nuôi nhau bằng việc bán nước ở bến đò và trải lưới trên sông. Chính nhờ cuộc sống trên sông nước đã khiến ông bơi lội rất giỏi. Điều kỳ lạ đầu tiên xảy ra đó là khi Yết Kiêu vào năm 16 tuổi. Từng truyền vào đêm thanh vắng, khi Yết Kiêu ra bến sông gánh nước, vừa đến bến, ông thấy đôi trâu trắng đang húc nhau chí tử. Thấy thế, ông liền cầm đòn cánh xông liền vào giãn hai con trâu ra. Ông nghĩ nếu không can ngăn, chắc chắn sẽ có một con chết, một con bị thương. Ông vừa can ngăn xong, hai con trâu liền chạy xuống sông và biến mất. Nhìn quanh không thấy. Thấy lạ, ông cầm đòn gánh lên xem thì thấy hai chiếc lông dính ở đầu đòn gánh đang tỏa ánh hào quang. Nghĩ đây là điềm lành và lại ông nghĩ lông trâu có nuốt thì cũng chẳng làm sao. Vậy là ông nuốt trọn hai chiếc lông trắng ấy vào bụng. Điều kỳ lạ là sau khi nuốt xong, ông bỗng dưng đi xuống nước như đi trên cạn. Năm 1258, nước Đại Việt bị giặc Mông Cổ phía Bắc lăm le xâm lược. Nghe tiếng loa truyền tìm người ra giúp nước, Yết Kiêu quyết định lên đường gia nhập quân đội nhà Trần. Với tài năng xuất chúng hơn người, ông được tuyển vào thủy quân của nhà Trần. Cũng trong năm ấy, triều đình mở nhiều hội thi để chọn người tài. Trong đó có đấu vật được xem là cuộc thi quan trọng nhất để chọn người tài theo cạnh Trần Hưng Đạo. Tương truyền trong cuộc thi đấu vật, những ai tham gia đấu vật với Đô Châu, một gia nhân đấu vật giỏi của Trần Ích Tắc đều mất mạng. Thấy thế, Yết Kiêu liền xông vào ứng đấu. Sau cuộc đấu vật, Yết Kiêu được Trần Hưng Đạo mời làm gia nô và trở thành danh tướng thủy quân tài giỏi. Hồi ấy quân Nguyên sang xâm lược nước ta, thủy quân của chúng gồm hàng trăm thuyền lớn, thế giặc rất mạnh, nhà vua lo sợ, Yết Kiêu đến tâu với vua rằng: "Thần tuy tài hèn sức yếu, nhưng cũng quyết cho lũ chúng nó vào bụng cá." Vua mừng hỏi: "Nhà ngươi cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền bè?" Yết Kiêu dõng dạc nói: "Tâu bệ hạ, chỉ cần thần cũng tiêu diệt được chúng." Thế là nhà vua liền cho một đội quân cùng theo ông đi đánh giặc. Khi màn đêm buông xuống, trời đen như đổ mực, Yết Kiêu một mình lặn xuống nước, tìm mọi cách vượt qua hàng lính bảo vệ thuyền giặc rồi nhẹ nhàng đục thuyền. Mỗi thuyền ông đục khoảng 20 lỗ, đục được lỗ nào lại phải dùng rẻ đá cuộn tròn và buộc dây đút lại. Những cuộn rẻ ấy đều được buộc lại với nhau bằng một sợi dây. Chỉ tính riêng một đêm, Yết Kiêu đục khoảng được 30 thuyền giặc. Khả năng thời nay mà có dùng bình oxy để thở thì cũng chưa chắc đục thuyền giỏi như Yết Kiêu được. Với tác động nhanh nhẹn, dứt khoát, nhẹ nhàng và kín đáo, đến gần sáng, khi đã đục đủ số thuyền đã định, Yết Kiêu liền kéo dây khiến những nút rẻ trôi ra khỏi thuyền, khiến hàng chục thuyền giặc bị đắm. Quân giặc hết sức kinh sợ, nhờ đó mà ông đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Mông Nguyên của dân tộc. Với khả năng bơi lội vượt trội của mình, ngoài việc đục lỗ gây đắm thuyền địch, Yết Kiêu đã không ít lần cứu nguy an toàn cho vua quan nhà Trần. Với những hành động trượng nghĩa này, vô tình đốn tim nhiều nàng công chúa hồn siêu phách lạc lúc nào không hay.
Sự việc là vào năm 1285, giặc Mông Cổ chính thức đổ bộ xâm lược nước ta. Nhà Trần dùng kế sách sơ tán bỏ nhà không để đánh lừa giặc. Trong kế hoạch đó, Yết Kiêu được Trần Hưng Đạo cử đi bảo vệ hai vua Trần cùng đoàn thuyền rồng hoàng tộc sơ tán về Nam Định bằng đường sông. Trên đường đi gặp gió to, sóng lớn, nước sông chảy xiết làm cho đoàn thuyền rồng bị chao đảo như muốn chìm xuống lòng sông. Để tìm hiểu nguyên nhân, Yết Kiêu liền lặn xuống đáy sông. Sau khi biết do con rào long quậy phá, ông liền tâu vua xin được giết rào long trừ hại cho dân. Giết xong rào long, ông xách đầu nó lên tâu với vua. Từ đó, ông giữ làm trọng thần trong triều. Tiếp đến lần thứ hai, vào tháng 12 năm 1285, quân Nguyên lại tiến đánh Đại Việt lần thứ hai. Yết Kiêu được giao nhiệm vụ cản thuyền giặc để bảo toàn cho vua rút quân. Trong lần này, ông bị giặc bắt, trói trên thuyền. Bắt được ông, tướng giặc tra hỏi: "Nước Nam có bao nhiêu người tài như ngươi?" Ông trả lời là có rất nhiều, ông chỉ là người kém nhất nên mới sa vào tay chúng. Nghĩ có thể bắt được nhiều người nữa, tướng giặc liền cởi trói cho Yết Kiêu để ông mời họ xuống. Vừa cởi được trói, ông liền ôm tướng giặc nhảy xuống sông. Không ngờ tên tướng lại ăn một quả lừa đơn giản đến như vậy. Nhờ biệt tài bơi dưới nước như đi trên cạn, Yết Kiêu được triều đình nhà Trần trọng dụng. Từ chối ba vị công chúa để yêu một người thường, câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh, hóa ra sử Việt cũng đã từng có một vị anh hùng hào kiệt, tuyệt vời ông mặt trời đến như vậy. Người ta quý trọng Yết Kiêu không chỉ vì tài đi dưới nước như đi trên cạn, mà người ta còn cảm phục tấm lòng của ông, nổi tiếng khắp thiên hạ. Thế nhưng ông chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất tên là Vân, con gái ông lái đò ở bến đá Bạc Quảng Ninh. Tình yêu của hai người được coi là bất tử vì nàng nguyện chết vì chàng. Tương truyền nàng Vân có tấm bản đồ được vẽ sau lưng. Đây là tấm bản đồ dẫn đến nơi có sắt để mọi người lấy để bịt đầu nhọn cắm sông Bạch Đằng trong trận chiến chống quân Mông Nguyên. Ít ai biết ông lái đò ấy lại chính là một tướng giỏi ở ẩn. Sau khi giặc xâm lấn đất nước, vị tướng ở ẩn ấy quay trở lại phò trợ Yết Kiêu đánh giặc. Trong thời gian ấy, Yết Kiêu có dịp gặp gỡ người con gái tài sắc vẹn toàn tên Vân. Hai người đều cảm mến nhưng chưa kịp nói thành lời. Nàng Vân là người không tiếc tính mạng của mình, lao ra đỡ mũi tên cho Yết Kiêu trong một trận đánh, để rồi chết trên tay Yết Kiêu. Khi nàng Vân ra đi, trái tim của Yết Kiêu cũng đi theo nàng. Thế nên đến cuối cuộc đời mình, Yết Kiêu chung thủy không lấy bất kỳ ai làm vợ. Cảm biệt tài của Yết Kiêu, rất nhiều công chúa quận chúa của triều Trần và công chúa con gái Mông Nguyên đem lòng yêu thương đòi lấy làm chồng. Công chúa An Tư và quận chúa Đinh Lan cùng cảm mến ông. Quận chúa Đinh Lan liền tâu với triều đình xin được lấy Yết Kiêu làm chồng. Thế nhưng Yết Kiêu một mực từ chối. Ông từ chối việc thay tên đổi họ để lấy quận chúa, khiến nàng vô cùng tức giận và hạ lệnh chém đầu ông. Khác với quận chúa Đinh Lan, tình yêu của công chúa An Tư lại là tình yêu đơn phương. Không chỉ được hai vị công chúa đem lòng yêu thương, Yết Kiêu còn được cả công chúa Ngọc Hoa, con cái của vua Nguyên đem lòng yêu thương và đòi lấy làm chồng bằng được. Có người nói Yết Kiêu đã về trời, hay tin ông chết, nàng liền lập đền thờ cúng ông trong 7 ngày. Khi cúng, nàng nói: "Trên đời không nên chàng và thiếp, thiếp xin nguyện xuống để gần chàng mãi mãi." Sau đó, nàng gieo mình xuống sông. Nhưng điều kỳ lạ là Yết Kiêu theo nàng Vân. Thế nhưng ngày nay, trong đền thờ Yết Kiêu chỉ có công chúa Ngọc Hoa được thờ cùng với Yết Kiêu, cùng với những linh vật khác. Theo lý giải của nhiều người, việc công chúa Ngọc Hoa được thờ tự chính là thể hiện mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Yết Kiêu mất vào ngày 28 tháng Chạp năm Ất Sửu, hưởng thọ 61 tuổi. Khi ông mất, vua Trần lập đền thờ ở bờ sông Hạ Bì quê ông là đền Quát. Tưởng nhớ công ơn của ông, nhân dân nhiều nơi cũng lập đền thờ ông ở nhiều cửa sông cửa biển. Có thể nói, Yết Kiêu là vị tướng tài ba được hoàng tộc nhà Trần và nhân dân vô cùng yêu mến. Ở nhiều địa phương hiện nay còn có những giai thoại ly kỳ khác nhau về vị danh tướng huyền thoại của lịch sử dân tộc.